Ui, cho ly cà phê uống giải khát coi. Mang về được không? Tính sàn quán hả? Bậy, hôm nay quán cũng ế rồi, tao cũng mệt, muốn nghỉ sớm bữa. À, chị nha. Rồi. Phải rồi, bán ế là phải rồi, nhiều chuyện quá ai dám ghé. Nhìn gì vậy? Tốt. Chuyện gì? Tướng của ruột tốt. Cái tướng dưỡng phu ích tử. Sao mày biết? Thì tôi dựa theo cái thiết nhân tướng học thôi. Thôi đi nghe, tao không có muốn nghe cái thuyết gì của mày nữa trơn á. Mày biết cái thuyết phong thủy á, lúc trước á, mày làm cho tao á chết lên chết xuống, dập mặt dập mày, mày không nhớ hả? Hả? Bây giờ còn thuyết nhân tướng học á, tao muốn nghe nữa. Nè, giữa hai cái này hoàn toàn khác nhau. Chính vì cái đó nên là tôi đã bỏ cái nghề phong thủy rồi. Hả? Lần này là tôi nghiên cứu theo cái sách của là thiết nhân tướng học. Ê gột, lần này là nghề chọn con chứ không phải là con chọn nghề đâu. Tao thấy mày á, suốt ngày long nhong ngoài đường á, mày kêu là mày nghiên cứu thuyết nhân tướng học. Rồi mày tưởng thuyết nhân tướng học dễ lắm hả? À, người ta hả là gọi nghiên cứu tìm tòi sách vở, biết bao nhiêu năm tháng người ta mới biết được. Mày tưởng mày nhìn tướng người mà dễ lắm sao mày nói nghe dễ quá vậy? Nè, cô cẩn thận cái miệng của mình đi nha. Dạo này con nhìn thấy da cô sạm, nét nhăn á, nó hằn trên cái khóe mắt. Còn cái miệng nè, cái miệng này là... Miệng sao? Cô là cái người miệng trái tim, cái người là rất là thích đi nhiều chuyện. Lột, thích đi trò chuyện, là mang niềm vui đến mọi người xung quanh vậy đó. Cái môi của cô vậy, tuy ở ngoài á, cô là người rất là vui vẻ, nhưng mà trong lòng của mình có tâm sự. Ít khi nào mà tâm sự người khác lắm. Cô là cái dạng người sống là đa sầu đa cảm. Cái này mày nói đúng nè. Có mày á là thấy được tâm can của tao. Ngoài cười chứ đêm tối gì cũng buồn lắm đó. Thôi về. Ủa chưa nói hết mà. Chứ nói hồi cà phê này nó tan nước hết rồi sao uống. Với nãy đuổi người ta về mà. Ngồi xuống đi, lát nữa ta pha cà phê khác cho uống. Đi ngồi xuống đi. Thiệt hả? Ừ. Phân tích tiếp đi. Ruột á là người mạng thủy. Là sao? Đầu để coi. Ngũ quan thì rõ ràng, mắt sáng, người lùn, chân tay ngắn, bước đi nhanh, tốt. Trời, từ đó giờ ta mới nghe là lùn, chân tay ngắn mà là tốt quá mày. Ruột đích thị là mạng thủy là vậy đó. Thế nè, gương mặt tròn, mũi thẳng, cánh mũi nở, môi dày, ánh nhìn thì rắn rỏi, thần thái của ruột thì vững vàng. Ruột được xếp vào người dưỡng phu ích tử. Ê, vậy chừng nào linh nghiệm? Là sao? Thì dưỡng phu ích tử là phải có chồng có con thì mới là dưỡng phu ích tử nào linh nghiệm. Thôi ruột ơi, cái chuyện mà ruột có chồng nó không có liên quan gì tới cái thuyết nhân tướng học hết. Nè, ít nhiều chuyện, ít kén cá chọn canh lại, từ tình duyên cũng tới à. Thì coi như là chắc cũng lấy được chồng đi, nhưng mà cỡ tuổi tao sao đẻ được nữa mày. Nè, xin nhắc lại ha, cái chuyện mà ruột sanh đẻ gì đó nó không có liên quan tới cái thuyết nhân tướng học. Ủa, nhưng mà mày nói là dưỡng phu ích tử thì phải có chồng có con thì mới là dưỡng phu ích tử, chứ nếu mà không có chồng có con thì sao dưỡng phu ích tử, có
đúng không? Đúng hay sai? Sai hay đúng? Hả? Cái thằng này nó đã mất tiêu rồi. Tiền cà phê tao cũng không trả nữa. Nó đã chút quá cũng ra cái gì đâu không à.